これこんな感じで、はい、はい、入れちゃいます。すいません、照らしていただいてありがとうございます。これもこうやって揺らしても動かないようになってます。Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là hẹn đặt lịch để thay pin điện thoại ở Apple nhé. Thì đầu tiên các bạn vào cái trang chủ apple.com như mình nhé. Thì sau đấy là tại đây thì các bạn nhấn vào cái dòng hai gạch ở phía góc trái ở màn hình đấy. Và các bạn nhấn vào dòng chữ là Sapporo cho mình nhé. Sapporo nhé. Thì tại đây các bạn nhấn vào cái chữ là iPhone cho mình. Nhấn vào chữ iPhone cho mình nhé. Và tiếp theo thì tại đây các bạn nhấn vào cái dòng chữ là Siri sai bi sử cho mình nhé. Siri sai bi sử. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống. Các bạn kéo xuống nhé. Và nhấn vào là Siri sai bi sử Moshikomi Moshikomu nhé. Và tại đây thì các bạn nhấn vào cái dòng đầu tiên cho mình là Siri. Thì tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái dòng chữ là Battery Sabi Sử nhé. Và nhấn vào tiếp tục là Chizukeru. Thì tại đây các bạn kéo xuống cho mình nhé. Và các bạn nhấn vào cái dòng chữ là Kochirakara. Thì thay pin thì nhân viên sẽ đến nhà và lấy máy và gửi về trụ sở và thay pin hết trong vòng từ 5 tới 7 ngày nhé. Và thay sau khi thay pin xong thì sẽ gửi trực tiếp lại về nhà của các bạn. Tới bước này thì các bạn cần đăng nhập cái ID Apple nhé. ID Apple của mình đăng nhập vào hai máy thì mình thay pin cho iPhone X thì mình sẽ chọn iPhone X nhé. Và nó báo giá là 7 sen 400 yên nhé. Thay pin hết 7 sen 400 yên. Cái này chưa bao gồm thuế nhé. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa cái địa chỉ để cho nhân viên tới nhận máy nhé. Đây là địa chỉ nhà nhé. Các bạn cũng nên điền địa chỉ cho đúng nhé. Để cho nhân viên để tìm được nhà nhé. Thì cái này thì tại đây thì các bạn có thể là điền địa chỉ nhà này, Gmail này và số điện thoại. Thì Gmail và số điện thoại thì để cho mình có thể là nhận được Gmail, nhận được tin nhắn về qua thông qua Gmail nhé. Số điện thoại thì không bắt buộc. Bạn nào có số điện thoại thì điền vào, còn không thì thôi nhé. Và tiếp theo là các bạn là chọn khung giờ. Đây là cái khung giờ mà nhân viên đến nhận máy nhé. Đến tại nhà các bạn nhận máy nhé. Thì mình sẽ chọn là khung giờ muộn nhất là 18 giờ đến 21 giờ. Và nhấn tiếp tục. Tới bước tiếp theo là phương thức thanh toán. Thì ở đây có hai hình thức thanh toán, đó là Daibiki và trả tiền có thể là credit đổ cá đồ. Credit đổ cá đồ thì ở đây thì bạn nào mà không có cái thẻ, không thanh toán trực tiếp được thì các bạn có thể là trả tiền trực tiếp cho nhân viên nhé, khi nhân viên tới nhà để nhận máy nhé. Thì do mình có cái thẻ credit đổ cá đồ nên là bây giờ mình sẽ thanh toán qua bằng thẻ luôn cho thuận tiện nhé. Còn không, bạn nào không có thẻ thì có thể là trả tiền trực tiếp cho nhân viên. Ở đây thì các bạn nhập tên thẻ, thông tin thẻ này, số thẻ này. Thì ở đây cái phần nhập thông tin này thì mình xin được bỏ qua nhé. Và các bạn nhấn cái đồng ý cái điều khoản của Apple và chuyển sang bước tiếp theo.
Tới bước cuối cùng là xác nhận các thông tin. Ở đây thì các bạn nhấn vào cái dòng chữ cuối cùng là ở Studio Moscow 10 nhé. Nhấn vào cái dòng xanh xanh đấy, màu xanh đấy. À, cái này là do mình là máy mình là chưa cái tắt cái chế độ tìm kiếm. Nên là bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt và tắt cái chế độ tìm kiếm nhé. Thì mới hoàn thành được cái bước này nhé. Do máy mình là chưa tắt cái chế độ tìm kiếm. Thì mình sẽ vào phần cài đặt. Vào phần cài đặt nhé. Và nhấn vào cái chỗ dòng có chữ tìm đấy. Tìm iPhone đang bật thì mình sẽ tắt cái dòng này nhé. Thế là mình đã tắt cái tìm iPhone. Thì bây giờ mình sẽ quay lại và hoàn thành bước cuối cùng nhé. Đấy, nó đã hiển tích màu xanh. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào hoàn thành bước cuối cùng là nhấn vào cái dòng chữ là Studio Moscow 10. Thì như vậy là mình đã hoàn thành đặt lịch thay pin ở Apple nhé. Mình thay pin iPhone X và bao gồm cả thuế là hết 8 sen 140 yên. Thì bây giờ mình sẽ chờ nhân viên đến nhé. Thì đây là nhân viên đã đến nhà của mình để nhận máy này. Nhân viên gọi hàng rất là cẩn thận nha các bạn. これも壊せ揺らしても動かないようになってますんで、すいません。ただ今そこですぐ封しちゃいますんで、ただお客様の引き取りましたって、あ、すいません。一回になります。ありがとうございます。すいません。じゃあこのままでは、あの、ここしちゃいますんで。すいません。じゃあ、ありがとうございます。どうもすいません。ありがとうございます。mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nhé. Xin chào các bạn.